Tại em xin chào nha. Hiện tại em đang lỗi xong hệ thống điện năng lượng ở trường mầm non Hội Chanh. Điểm trường mầm non số 2 xã La Tông nha, thuộc huyện Điện Biên. Đây là điểm trường đây ạ. Em sẽ quay chi tiết điểm trường nha. Tấm pin năng lượng ở trên mái kia. Đây đứng từ đây nhìn thấy. Quên mất. Đây đang bắt nắng đây kìa. Đây em zoom lên nha. Đấy, là trên mái ạ. Điểm trường này gồm vừa hỏi cô giáo và có 27 học sinh. Em đồ lôi xong rồi chuẩn bị đi vào tiếp điểm trường tiếp theo này, phụ kiện còn này. Đây các em học sinh đang chờ để ăn với bữa trưa. Đây là phòng học nhá, phòng học chính ạ. Đấy. Phòng học có 27 học sinh ở điểm trường Hội Chanh, bóng điện này nó sáng này ạ. Tên là cô giáo, cô giáo điện trường. Em mặc rất chiến ấm, quần áo rét. Công trình được tài trợ của nhóm thiện nguyện. Đây là cái điểm xây nhá. Đây là lớp mẫu giáo ghép Hội Chanh này. Phòng công vụ. Đây là hệ thống năng lượng này. Em có chia ghế lên cho một trẻ con nó nghịch vào đây ạ. Gồm bình kích và sạc ạ. Bình kích sạc. Đây là mình quảng cáo của công ty ạ. Đây em đối thiết công tắc anh nhá. Đây, bật công tắc này. Cái bóng điện này này. Bật công tắc nhá. Đó. Sáng này. Đấy. Cái bên này điểm trường bật rồi nhá. Và đây là ở phòng bếp này. Phòng bếp, phòng vệ sinh đấu chung một cái luôn. Đây nhà bếp. Nhà bếp đây ạ. Rất chỉ là sơn sải bằng sơ, đun bằng củi hết. Một bóng điện. Và sang nhà vệ sinh đây. Đây là khu vực trồng rau này. Nhà vệ sinh đó. Quay qua thôi nhá. Đang chờ ăn sáng, à chờ ăn trưa rồi. Một vườn rau này.